Voi voi, sở hữu chiều cao cao nhất chỉ là 40cm thôi nhé. Nhưng nấm lùng này lại được mệnh danh là thần dược đất Việt đó nha mọi người. Sau đây là ba công dụng mang tiếng, mang tầm giá trị độc quyền của cây vòi voi đó nha cả nhà. Công dụng đầu tiên không thể thiếu đó là trị phong thấp, nhức mỏi, tê bại, sưng đau các khớp. Chuẩn bị một ít vòi voi tươi hoặc khô cùng rượu trắng và một cái hũ sạch. Vòi voi đem rửa sạch rồi cắt khúc bỏ vào hũ đã được chuẩn bị. Sau đó đổ rượu trắng vào ngâm một tuần thôi. Sau đó chà chà nước đã ngâm vào chỗ đau nhất. Mỗi ngày thực hiện đều đặn trong một tuần thôi là mấy em khớp trơn tru như thanh niên mới lớn luôn nha. Lướt qua căn bệnh khó chịu 1, chúng ta hãy đến với căn bệnh khó chịu 2, đó là bệnh viêm xoang. Chuẩn bị từ 5 đến 6 nhánh ngũ sắc tươi, 10 nhánh cây vòi voi và đem hai vị thuốc trên rửa sạch, giã nhuyễn. Sau đó nhỏ vào mũi xoang bị viêm. Và bây giờ thì cảm nhận sự khác biệt thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang diệt trừ sự xấu xa của một căn bệnh không chỉ làm ảnh hưởng về mặt sức khỏe mà còn ảnh hưởng về mặt tinh thần đối với rất là nhiều người. Đó là bệnh viêm da vảy nến. Nguyên liệu lần này chỉ cần một cây vòi voi thôi nha. Thực hiện đơn giản, chỉ cần giã nát, đắp nước cốt lên vùng da bị viêm da cơ địa. Lưu ý một tẹo cho chị em là phụ nữ mang thai và trẻ em không nên dùng. Người già yếu, tiêu chảy lâu ngày, cơ thể suy nhược cũng nên hạn chế dùng nha. Còn dược liệu nào mà mọi người còn thắc mắc không ta? Comment ngay cho Ayurva để Ayurva tay bạn tìm hiểu cho nè.